Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Muốn có đội ngũ chất lượng tốt phải bắt đầu ngay từ khâu phát hiện, lựa chọn, giới thiệu người vào Đảng, cụ thể hóa quan điểm đúng đắn đó của Đảng và nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động, linh hoạt trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng, đồng thời đảm bảo mục tiêu, không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng, phát triển đảng phải làm tăng thêm sinh lực cho đảng. Dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác năm nay đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ của trường phổ thông vùng cao Việt Bắc khi có 23 học sinh được kết nạp đảng. Với Sùng Triệu Thủy, một học sinh đến từ huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, đây là dấu ấn đặc biệt nhất đối với em ở tuổi 18. Là một trong 23 bạn được kết nạp vào ngày hôm nay ạ, và đặc biệt là ở tuổi 18, tuổi thanh xuân của chúng em, khi được kết nạp vào đảng thì em rất là vinh dự, tự hào và vui sướng ạ. Và bên cạnh đó thì chúng em là người dân tộc đồng bào đến từ các vùng sâu vùng xa, thế nên là việc vào đảng của chúng em cảm thấy rất là tự hào, bởi vì khi vào đảng có đường lối như vậy thì chúng em sau này có thể về xây dựng bản làng và đất nước ạ. Đứng trước cờ đảng, đọc lời tuyên thệ, đó là nghĩa vụ, cũng là khoảnh khắc thiêng liêng của 22 em học sinh khác tại Đảng bộ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các em đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh miền núi phía Bắc, đều là những tấm gương sáng về sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ cùng ý chí và khát vọng vươn lên. Các em học sinh được kết nạp lần này ở trường vùng cao Việt Bắc là được kết nạp đông nhất các em học sinh của các dân tộc thiểu số ở các tỉnh thành khác nhau. Đây nghĩa là điểm hết sức là đặc biệt, không những là chỉ là phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, mà đảng viên là người dân tộc thiểu số cũng là một mục tiêu của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra. Và để làm sao đó, càng ngày thì càng nâng cao tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số ở tất cả các vùng miền, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và phát triển nguồn lực, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lần đầu tiên tại một đảng bộ nhà trường, có tới 23 học sinh cùng vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng. Kết quả đó cho thấy những giải pháp đột phá cũng là minh chứng về tinh thần đổi mới trong quan điểm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Thái Nguyên về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đó là tạo cơ chế phù hợp hơn trong công tác phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh. Công tác phát triển đảng viên này thì đều được thực hiện trong các năm học. Nhưng mà cái số lượng đảng viên mà là các em học sinh ấy, được kết nạp trong những năm học trước thì không được nhiều do rất là nhiều những cái khó khăn. Nhưng mà năm nay thì được cái sự chỉ đạo từ tỉnh ủy, thành ủy và cái sự cụ thể hóa của đảng bộ thì việc mà phát hiện, bồi dưỡng các em là đối tượng đảng, là học sinh để được đi học ấy, đã được tạo điều kiện rất là thuận lợi rất là nhiều. Thứ nhất là về cái độ tuổi, thứ hai nữa là về các cái điều kiện để được đi học. Trong năm nay, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến phấn đấu có 24 học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình tại chi Đảng bộ. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là ước mơ mà còn là niềm tự hào, vinh dự to lớn của Dương Thị Minh Thu. Đó là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm rất nhiều so với trước. Đấy là cái nguồn động lực lớn nhất để em có thể phấn đấu mỗi ngày, học tập và trau dồi kiến thức của mình để phát triển những nhận thức và tư duy của mình hơn. Còn đối với Vũ Dương Bảo Phúc, một cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu trong các phong trào chung của trường, của lớp, bằng nhiệt huyết, say mê của tuổi trẻ, em luôn xung phong đi đầu tham gia các hoạt động, là nhân tố tích cực, sôi nổi trong phong trào đoàn của nhà trường. Trong dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác, em là một trong những đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Bắt đầu từ năm cấp 2 là em đã nghĩ đến việc là được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà là một trong những quần chúng ưu tú sắp tới sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Và em sau khi mà em đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì em sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu và trau dồi thêm hơn nữa về những cái đạo đức và lý tưởng chính trị cách mạng. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, Thường trực Thành ủy yêu cầu Bí thư cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện chỉ tiêu được giao.
đồng thời đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và công tác thi đua khen thưởng cuối năm. Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu đảng bộ thành phố đề ra, các chi đảng bộ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình tại chi đảng bộ. Khi mà có cái chỉ tiêu phân bổ của Thành ủy Thái Nguyên, đồng thời cũng có cái định hướng về các cái tiêu chí, thì đây là những cái định hướng mà rất là thuận lợi cho các chi bộ cũng như đảng bộ của Trương Lương Quyến để tạo điều kiện bồi dưỡng cho các em học sinh. Đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, vừa qua Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có 9 học sinh, chi bộ Trường Trung học Phổ thông Khánh Hòa có 3 học sinh, chi bộ Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ có 2 học sinh và chi bộ Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh có 1 học sinh vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng. Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh của toàn trường, trong đó đặc biệt tới phụ huynh học sinh lớp 11 và rà soát các em có cái phẩm chất đạo đức tốt, học tập rèn luyện tốt, có ý thức phấn đấu và tham gia tích cực các hoạt động trong phong trào của nhà trường cũng như ở địa phương, và tiếp tục sẽ lựa chọn cho các em tham gia học với lớp nhận thức về đảng trong thời gian tới. Hôm nay em cảm thấy vinh dự và tự hào khi là người đầu tiên, cũng là học sinh đầu tiên được kết nạp trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Em sẽ cố gắng nỗ lực và cũng như đây sẽ là một niềm khích lệ to lớn đối với em để trên con đường phía trước. Khi mà được nhìn các anh chị lớp 12 được vào đảng sớm thì em cảm thấy rất là ngưỡng mộ cũng như là một niềm tự hào vì là một học sinh trường trung học phổ thông Dương Tự Minh. Và em cũng sẽ cố gắng nỗ lực học tập cũng như là rèn luyện tốt và tham gia nhiều hoạt động phong trào của đoàn để có thể được vào đảng sớm. Số liệu từ Ban Tổ chức Thành ủy, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã kết nạp cho hơn 100 quần chúng ưu tú là học sinh. Có được kết quả này là nhờ Đảng bộ thành phố luôn quan tâm, tạo cơ chế phù hợp trong việc phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh, đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình chuyển sinh hoạt đảng đối với các đảng viên mới sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đảng viên du học ở nước ngoài. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thử thách, rèn luyện của các đảng viên mới. Theo cái chủ trương chỉ đạo của Trung ương cũng như là của tỉnh, đó là việc là tăng cái số lượng nhưng vẫn phải đảm bảo cái chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để làm sao mà cái chất lượng đảng viên được nâng lên từ cái giác ngộ chính trị, từ cái lý tưởng cách mạng trong từng đảng viên một. Để từ đó người đảng viên xác định được cái vai trò của mình, cái nhiệm vụ của người đảng viên của mình đấy, để làm sao mà cống hiến, rèn luyện và tiếp tục trở thành những cái đảng viên tốt trong các cái chi đảng bộ. Với 100 tổ chức cơ sở đảng, 75 đảng bộ và 25 chi bộ, trên 28.660 đảng viên và đang từng ngày tăng thêm số lượng đảng viên mới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là một trong những tổ chức đảng hùng hậu cả về số lượng và chất lượng. Thống nhất trong nhận thức và hành động, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và những cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn trong tạo nguồn, kết nạp đảng sẽ góp phần để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng bổ sung được nguồn sinh lực mới, từ đó phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị trung tâm của cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đến đây, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.